Lê Sua Tra Kạch Chân Tu Đi Vá Ta Sát Thầm Măng Bù Đê Rạch Chá Sá Sú Năn Tu Sắc Khâm Bọc Khá Đăng Thầm Má Sá Vá Na Ká Lô Vá Yâm Phá Đăng Ta Thầm Má Sá Vá Na Ká Lô Vá Yâm Phá Đăng Ta Thầm Má Sá Vá Na Ká Lô Vá Yâm Phá Đăng Ta A Ra Hăng Sá Ma Sám Phú Thô Phác Vá Phú Thăng Phác Văn Tăng Phí Vá Đê Mị Svākhāto bhagavātā dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi. Đệ tử xin thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hành là phước điều vô thượng ở đời. Nguyện nhờ quy đức Tam Bảo xin gia hộ đến toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt sáng hôm nay ở tại chùa Từ Quang, mong cho tất cả đều sẽ vui tu hành tinh tấn, ngõ hầu giải thoát khỏi khổ luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ và chư thị nam tín nữ, thông lệ hàng năm tại chùa Từ Quang, 63 Trần Bình Trọng, sáng ngày mùng 3 Tết có hai cuộc lễ. Một là lễ đón xuân ở tại Bổn Tự, và thứ hai nữa là Thượng Tọa trụ trì vì để tri ân đến Thầy Tổ là Cố Hòa Thượng Giác Chánh nên đã làm dỗ trước 11 ngày, tức là ngày dỗ sẽ là cái ngày 14 tháng Giêng. Nhưng nhân sự tụng sự Thượng Tọa trụ trì làm dỗ trước, và năm nào cũng vậy, vào ngày này chúng tôi được mời đến đây để chứng minh cuộc lễ và thuyết cho hội chúng nghe cái thời pháp. Còn được bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm có thể chia sẻ với chư vị về Phật pháp được thì chúng tôi cứ tiếp tục làm. Năm nay so với những năm trước thì đời sống vật chất của người cư sĩ gặp phải cái sự khó khăn, cho nên cái việc mà chúng ta đi chùa nó thưa đi. Nhưng mà có một điều tất cả chúng ta đều phải lưu ý, đó là chúng ta nương tựa vào giáo pháp để mà chúng ta tu tập. Đức Phật Ngài dạy rằng Atadiba viharatha atasarna ananya sarna. Này chư tỳ khưu, các ngươi hãy tự mình làm hải đảo, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác. Thammadipa viharatha thammasarana ananyasarana. Hãy lấy chánh pháp làm hải đảo, nương tựa vào chánh pháp, không nương tựa một cái gì khác. Quả thật như vậy. Chúng ta có thể
không có thạnh lợi về tài sản được. Có thể là chúng ta không có tăng thịnh về quyến thuộc được, nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự tăng thịnh về trí tuệ. Bởi vì tài sản suy sụp, quyến thuộc suy vong không phải do nhân đó mà chúng ta phải sanh xuống khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nhưng nếu chúng ta mất đi cái trí tuệ thì chúng ta sẽ sống ở trong cái điều ác. Mất đi trí tuệ là chúng ta mất hết cả phương hướng về cái đạo lộ giải thoát. Thế là chúng ta phải sanh xuống khổ cảnh địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sanh hoặc Atula. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng cái gì không cần tăng thịnh và cái gì cần phải tăng thịnh. Chữ tăng thịnh ở đây gọi là quốc thí. Người Phật tử chúng ta có hai điều mà chúng ta phải tăng thịnh, đó là sila sampatti, là chúng ta thành tựu về giới, và thứ hai rồi đến thí sampatti là thành tựu về tri kiến. Hai cái điều này rất là quan trọng. Trong cái thời pháp này sư sẽ triển khai về hai cái pháp giới thành và tri kiến thành để chúng ta làm cho tăng thịnh. Tất nhiên người Phật tử chúng ta có cái quan niệm rằng những ngày xuân bước qua năm mới, chúng ta thích được nghe người khác chúc tụng cho chúng ta bước sang năm mới sẽ được an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta cần phải hiểu rằng ngay cả cái thân của chúng ta chưa chắc gì chúng ta đã giữ được. Bởi vì cái sự già, sự bệnh và sự chết nó sẽ chi phối cái xác thân này. Bản thân của chúng ta còn giữ không được thì nói chi là tài sản lợi lộc ở bên ngoài, là vật ngoại thân thì chúng ta càng không giữ được. Cho nên khi mà chúng ta đi đến với Phật pháp á, năm cũ hết bước sang năm mới, chúng ta luôn luôn phải lập tâm nguyện rằng ta phải thành tựu về giới và thành tựu về tri kiến. Hai cái điểm đó là hai điểm rất quan trọng trong đời sống tu tập của người Phật tử, ngay cả các bậc xuất gia cũng vậy. Thế nào gọi là thành tựu về giới? Ở đây thưa quý vị, nếu nói ngũ giới, bát quan trai giới thì tất cả chúng ta ai cũng biết, bởi vì chúng ta đã từng thọ trì. Nhưng mà nếu giới mà nói theo bát chánh đạo đó thì chúng ta có ba loại giới, đó là chánh ngữ,
chánh nghiệp, chánh mạng. Từ ba giới đó chúng ta có được tám giới gọi là đệ quát, đệ bát, quật mạng. Cái giới đệ bát quật mạng đó thưa quý vị cũng là tám giới, nhưng mà cái giới thân là kiên tránh sự sát sanh, kiên tránh sự trộm cắp, kiên tránh sự tà dâm, đó được gọi là chánh nghiệp samma kammanto. Còn giới khẩu chúng ta có bốn giới, tức là kiên tránh nói dối, kiên tránh nói đâm thọc, kiên tránh nói lời độc ác, kiên tránh nói lời vô ích. Thì bốn giới đó thuộc về chánh ngữ. Nếu mà chúng ta giữ tròn bốn giới đó thuộc chánh ngữ. Và cái giới thứ tám gọi là đệ bát quật mạng, tức là samma acchivo, tức là nuôi mạng chân chánh, không có nuôi mạng tà bại. Thời xưa cái giới bát quan trai giới, cái giới bát quan trai mà Đức Phật đã dạy cho hàng cư sĩ tu tập để thu thúc lục căn đó, thì đó là một cái giới đặc biệt riêng trong Phật giáo. Kiên tránh sắc sanh, kiên tránh trộm cắp, kiên tránh thông dâm, kiên tránh nói dối, kiên tránh uống rượu, kiên tránh ăn phi thời, tức là ăn 6 giờ buổi chiều, kiên tránh trang điểm thôi còn không giờ phấn đeo tràng qua, múa hát thở kèo đờn sẽ múa hát nghe đờn kèn, kiên tránh chỗ nào ngồi đứng quá cao và xinh đẹp. Vì tám giới này Đức Phật đã dạy để cho người cư sĩ trong một tháng chúng ta có những cái ngày mùng 5, mùng 8, 14, rằm, 20, 23, 29, 30. 8 ngày đó là chúng ta giữ bát quan trai giới để chúng ta thu thúc lục căn. Nhưng mà phổ thông cái giới mà để cho các vị hành giả tu tập, ngay cả bậc xuất gia cũng phải giữ, đó là tám giới thuộc về đệ bát quật mạng, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Từ bỏ tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Từ bỏ tà ngữ, tức là chúng ta không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Cái này là nó bao trùm hơn cả bát quan trai giới và ngũ giới của chúng ta. Ngũ giới, bát quan trai giới thì về khẩu chúng ta chỉ giữ có mỗi một điều, tức là không nói dối, musa vada we ramani sikha padang samadhiya mi thôi. Nhưng mà khi chúng ta giữ theo giới học của bát chánh đạo đó, thì chúng ta từ bỏ nói dối. Chẳng những vậy mà những cái lời nói chia rẽ, tức là nói đâm thọc, nói ly gián thì chúng ta cũng bỏ, không có nói. Chúng ta từ bỏ cả cái lời nói độc ác, như là vì cái tâm sân hận mà mình bắn giết, chửi rủa, nguyền rủa người khác, nói sóc ốc, làm cho người ta nghe người ta đau đớn, người ta khổ sở, nói nặng lời, nói những lời thiếu cam ngôn mỹ từ, vân vân. Chúng ta từ bỏ cái lời nói đó thì như vậy được gọi là giới chánh ngữ. Mà chẳng những như vậy, chúng ta từ bỏ luôn cả cái lời nói vô ích. Thật ra đó,
Một vị hành giả tu tập, chúng ta cần phải hiểu rằng cái thời giờ của chúng ta rất là quý báu. Chúng ta hãy tận dụng cái thời gian còn hơi thở ra, hơi thở vào, để chúng ta làm được nhiều công đức, nhiều cái phước báo. Cho nên những cái câu chuyện mà được gọi là Tirachanakatha Katha, Tirachanakatha tức là cái lời nói nhảm nhí, cái lời nói không có lợi ích, như là chúng ta nói về chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện quốc độ, chuyện xóm làng, chuyện về mặt trăng, mặt trời, quả đất. Những cái câu chuyện đó được gom lại gọi là Tirachanakatha, tức là cái lời nói vô ích hay là xâm Pappalasat, xâm Pappalasat, tức là lời nói nhảm nhí vô ích. Là đối với người Phật tử có tu tập thì cái lời nói đó chúng ta không cần phải để ở trong trong cuộc sống của mình. Có chăng là khi chúng ta gặp nhau có một vài lời thân thiện chào hỏi, rồi còn lại thì chúng ta nói những cái đề tài hữu ích. Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, khi các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm. Một là nếu nói chuyện đó thì phải dùng những cái đề tài pháp mà nói, tức là nói về cái sự tinh tấn, nói về cái sự viễn ly, nói về cái sự tri túc, về thiểu dục, nói về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến. Chúng ta bàn luận những câu chuyện như thế nào để cho cả mình và người khác khởi lên cái tâm nhàm chán cái cuộc luân hồi sanh tử này, để chúng ta khơi dậy cho chúng ta một cái trí nguyện tu tập giải thoát. Nó bổ ích hơn là chúng ta nói những cái điều vô ích, nói những chuyện khôi hài, những cái chuyện châm biếm người này người kia, vân vân. Chúng ta nói như vậy thì nó làm cho chúng ta mất nhiều thời gian. Và cái đó là chưa kể cái thường cận y duyên, nó sẽ đưa đến đến một cái kết quả xấu cho chúng ta do cái thường cận y duyên. Về cái giới mà thuộc về chánh ngữ, tức là chúng ta từ bỏ chánh nghiệp, chúng ta từ bỏ tà nghiệp, tức là không có sát sanh, là không có giết hại những cái sinh vật có sự sống, không có làm cắt đứt mạng quyền của chúng sanh khác. Bởi vì có những người họ hiểu lầm cái sự sống pa ná, họ nói cây cỏ cũng có sự sống, cho nên khi mà đốn cây làm cỏ cũng gọi là sát sanh. Không phải, cái sự sống đó là sự sống của cái loài vô mạng quyền Aniriya, còn Sacchivitinriya, Sacchivitinriya là loài có mạng quyền. Mạng quyền nó thuộc về một loại sắc nghiệp Kamacharupa. Do đó cái chúng sanh hữu mạng quyền, cái sự sống đó đó, nếu mà chúng ta phá hoại, chúng ta làm cho chết đi một cái sinh vật là chúng ta gọi là phạm tội sát sanh. Chúng ta không phải
chỉ có ngăn ngừa cái sự giết hại chúng sanh khác, mà kể cả cái sự xúi dục người khác sát sanh cũng không nên. Kể cả cái việc mà chúng ta vui thích theo cái sự sát sanh, thấy người ta bắn chim, người ta câu chài lưới câu cá được nhiều chim nhiều cá, mình thấy vậy mình cũng vui theo, thì cái đó mình không trực tiếp sát sanh, nhưng mà cái này cũng cộng nghiệp sát sanh, cho nên chúng ta cũng phải tránh. Rồi cái chuyện mà chúng ta gợi ý cho người khác sát sanh, chúng ta chỉ bày cho cái cách sát sanh cũng là không tốt. Hoặc giả là người Phật tử chúng ta mặc dù không sát sanh, nhưng mà chúng ta buôn bán những cái loại khí giới, súng ống đạn dược, hoặc là bẫy rập, những cái mảnh lưới chẳng hạn, hay là những cái lờ, cái lợp, cái đó, cái đăng, để mà người ta dùng làm phương tiện mà sát sanh đó, chúng ta cũng không bán, chúng ta không có mua bán cái đó, bởi nó thuộc về tà, nó thuộc về tà mạng. Như vậy thì chúng ta giữ giới sát sanh, giữ giới không có sát sanh đó, là chúng ta phải kiên cử luôn cả bốn trường hợp: là không tự mình giết, không xúi dục kẻ khác giết, không vui thích trong cái sự giết của người khác, và chúng ta không có chỉ bài cho cái phương pháp hay là đưa cho một cái phương tiện để sát sanh. Chúng ta phải giữ kỹ gì đó là chúng ta giữ về chánh nghiệp. Còn về chánh mạng đó, tức là cái sự nuôi mạng chân chánh, là người Phật tử chúng ta làm bất cứ nghề nghiệp nào cũng được, miễn làm sao những cái nghề nghiệp của chúng ta đó, thứ nhất là xã hội được chấp nhận là cái nghề lương thiện, thứ hai nữa là các cái nghề nghiệp chúng ta làm mà bậc thiện trí thức tán thán khen ngợi thì chúng ta làm được. Mà thưa quý vị, mình còn phàm phu á, thì có thể những cái nghề nghiệp mà chúng ta làm để chúng ta đổi lấy tiền ra chúng ta mua sắm thức ăn thì cũng tốt, hay là chúng ta đào đất cũng tốt. Nhưng mà đối với bậc thánh thì chánh mạng của vị đó kỹ lắm thưa quý vị. Như là ông thợ gốm Khatikara, ông đắc quả A-na-hàm. Mà quý vị biết cái đời sống của một vị A-na-hàm là rất là chặt chẽ. Mặc dù làm thợ gốm, nhưng mà ông ta không có tự mình đào đất. Ông ta chỉ đi dọc theo cái bờ đê, những đất nào mà do con chuột nó bươi ra, hay là con dung nó đung lên, con trùng nó đung lên, hoặc là do con chó nó cào, hoặc là đất bờ đê mà nó sạt lở, thì vị đó người ta mới lấy đất đó về cái người ta nhào nặng với nước, rồi người ta mới làm thành cái bình hay là cái nồi, cái niêu bằng đất. Như mà Khatikara còn đặc biệt nữa là không có lấy tiền, ông làm sao ông để sản phẩm đó, ai đi đến hỏi mua ông nói quý vị muốn lấy cái gì đó lấy, quý vị chỉ cho tôi cái sự sống, thí dụ như cho gạo hoặc là cho rau củ quả đem đổi. Cho nên đời sống nuôi mạng của một vị thánh hữu học, chúng ta đọc ở trong cái điển chúng ta sẽ thấy rồi, đời sống của vị đó thật sự chánh mạng trên cả chánh mạng của chúng ta.
Còn người Phật tử chúng ta thì còn là phàm phu, thì chúng ta có thể làm những cái công việc để chúng ta nuôi mạng sinh nhai được. Nhưng mà một là chúng ta không có lừa lọc, không có gian dối, cái nào tốt nó tốt, cái nào xấu nó xấu. Chúng ta không có lợi dụng những cái cơ hội để chúng ta tăng giá cao. Chúng ta cứ sống theo tùy cái sức lao động của mình thôi. Còn nếu như mà chúng ta buôn bán đó, thì chúng ta không có buôn bán chúng sanh, tức là không có bán người để làm nô lệ, không có buôn bán gà, vịt hay là con mèo, con chó, vân vân. Chúng ta không có buôn bán những cái chúng sanh đó. Rồi chúng ta không có buôn bán khí giới như là dao, kiếm, vân vân. Hoặc là chúng ta không có buôn bán những dụng cụ sắc sanh như khi nãy chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó. Thứ tư nữa là chúng ta không có buôn bán thuốc độc, thí dụ như thuốc rầy, trừ sâu chẳng hạn, chúng ta không có biết, không có buôn bán. Không có buôn bán rượu, dầu mình giữ giới mình không có uống rượu, nhưng mà mình cũng không có buôn bán những cái thứ chất say đó để làm cho người khác uống để mà say xưa, vân vân. Thì như vậy đó là chánh mạng người cư sĩ. Nhưng mà đối với bậc xuất gia đó thì chánh mạng còn khó hơn nữa. Ở trong luật kể lại tới 21 cái điều tà mạng mà bậc xuất gia phải tránh. Ở đây xin không có nói ra bởi vì kể dài dòng lắm. Nhưng mà chỉ nói tóm tắt lại những điều như thế này, bậc xuất gia đó là chỉ nuôi mạng bằng cái sự bố thí do người khác tùy cái đức tin yatha sattang yatha passanna năng. Người ta tùy đức tin, tùy hảo tâm, người ta muốn cúng dường cái gì cũng được. Bậc xuất gia không có nói ước để mà kêu gọi người khác làm, người ta cho mình. Bậc xuất gia không nên có cái sự thu thúc giả dối, giống như là con mèo mà nó nằm yên, nó hiền để nó gạt mấy con chuột. Con chuột thấy con mèo này hiền quá, bắt đầu nó chạy tới. Khi mà chạy tới trong vòng kiểm soát được thì con mèo nó sẽ bật dậy và nó chụp lấy. Vị xuất gia không có làm như vậy. Rồi bậc xuất gia không có hăm dọa. Thí dụ như bây giờ đi nói là năm nay mình nhìn cái mặt mình đó, nhiều mình nhập mấy người nhà giàu đó, cái mình nói năm nay có vẻ là gặp xui xẻo cho nên phải cúng chùa đi để mà giải nạn, vân vân. Thì như vậy cách đó là cách tà mạng của bậc xuất gia. Cho nên ở đây đó, bậc xuất gia giữ chánh mạng còn kỹ lưỡng hơn nữa, chứ không phải giống như người tại gia cư sĩ. Những cái nghề mà người tại gia cư sĩ làm được để sống gọi là chánh mạng của người cư sĩ. Nhưng mà vị xuất gia sống bằng cái nghề đó thì nó trở thành tà mạng của bậc xuất gia. Thì chỉ nói như vậy thôi là quý vị hiểu rồi. Thế thì bây giờ cái thành tựu giới của chúng ta gọi là Sila Samatthi đó, nếu mà chúng ta giữ trọn để cho thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh,
là chúng ta sẽ được an vui. Thứ nhất là khi mà một người có giới thanh tịnh, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được loan truyền đi. Thứ hai là người có giới thanh tịnh khi đi đến cái hội chúc, đi đến một cách dạn dĩ, không có rụt rè lo sợ. Cái người có giới thanh tịnh đó là được bậc thiện trí thức tán thán khen ngợi. Người có giới thanh tịnh trong giờ phút lâm chung, tâm của họ sẽ an tịnh bình yên, không có bị rối loạn, không có bị hôn mê, hoặc là không có khởi lên cái sự lo sợ. Sau khi chết, người đó nhờ có giới thanh tịnh mà được sanh về cõi trời. Cho nên những điều này là chúng ta phải cố gắng, chúng ta giữ. Ngày đầu năm đó thưa quý vị, Phật tử chúng ta nên cho mình một cái điều may mắn, tức là chúng ta đi đến chùa thọ trì quy giới lại. Vì phạm phu của chúng ta thì cái việc mà chúng ta phạm giới nó dễ lắm. Những cái giới nhỏ nhặt mà chúng ta không để ý, tuy nhiên từ cái giới nhỏ đó nó sẽ để lâu ngày, nó sẽ hư giống như cái bức tường, hay là ở trên cái nóc nhà, trên cái nóc nhà trên, chúng ta chỉ thấy một cái đường nứt nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta cho rằng nó chỉ có răng nứt vậy, không nhầm gì. Nhưng mà quý vị để năm 10 năm đó, nước mưa nó thấm rịn xuống. Mới ban đầu thì chỉ thấm rịn, nó làm cho quen ố. Một thời gian sau bắt đầu nước nhỏ giọt, và nó làm cho cái vỉ sắt ở bên trong đó nó bị oxy hóa, nó bị xét. Thế là nó bung ra. Thế là cái nóc già của cái sàn của chúng ta nó bị bở đi, bị hư, rồi nó có thể bị sụp. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, Đức Phật lại nói chớ coi thường điều ác, cho rằng nhỏ nhoi không có kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ tràn bình, cũng vậy. Người thiểu trí họ sẽ thấm nhuần cái điều ác, do làm ác từng chút từng chút. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta cần phải hiểu rằng cái si lát thanh á giới là một tài sản của bậc thánh Ariya thanh á trong thất thánh tài. Trong cái dịp đầu năm chúng ta nhận được cái bao lì xì, dầu cho nhiều lắm đó, là cũng 1 triệu 2 triệu thôi, nhưng mà chúng ta xài cũng sẽ hết, 2-3 ngày cũng hết. Thời buổi bây giờ mà quý vị sắc 1 triệu, quý vị đi chợ là cỡ chừng 2 ngày là xong hết rồi. Nhưng mà chúng ta thành tựu được cái giới tài, tức là cái tài sản về giới đó, trong dịp đầu năm thì chúng ta sẽ có được cái sự thành lợi, cái sự thịnh vượng trong thời gian dài, chẳng những kiếp này mà đến kiếp sau nữa. Ngày xưa có một vị tỳ kheo thời Đức Phật Kassapa, cái vị tỳ kheo đó giữ giới tốt lắm thưa quý vị, nhưng mà chỉ có mỗi một lần vị đó có gian thuyền đi một đổi, rồi khi mà đến chỗ vị đó cho thuyền ghé vào bờ,
Lúc mà nước nó chảy trôi chiếc thuyền, vị đó với tay nắn cái bụi cỏ tranh, làm cho nó tróc gót cái bụi cỏ tranh đó đi. Vị tỳ khưu này biết mình phạm vào cái giới và chết tỳ giác, giới ưng đố trị, phá hoại thảo mộc. Vị này định sẽ đi tìm vị tỳ kheo khác để sám hối về cái tội này, nhưng mà vì trong cái hoàn cảnh vị đó sống ở một nơi mà hiếm có gặp được các vị tỳ kheo khác, thế là vị này cứ để lây lất ngày này qua ngày khác. Cho đến khi vị đó mệnh chung, trước khi chết vị đó suy xét lại cái giới của mình, thấy rằng cái giới mình cái gì cũng trong sạch, mà chỉ có cái giới đó mà chưa kịp sám hối. Thế là tâm rai rứt. Cái tâm rai rứt như vậy chết sanh làm loài bằng sanh, tức là sanh làm Long Vương, tức là con mãng xà ở tại khúc sông đó. Mãi cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca chúng ta đó, thì Long Vương Erakapata mong tìm, hễ gặp vị chánh đẳng như giác nào xuất hiện ở đời thì Long Vương đó mới đến đảnh lễ và bày tỏ cái thân phận của mình để vị đó hướng dẫn. Thì Đức Phật Ngài đã thuyết một cái bài kệ Pháp Cú cho nghe và khuyến khích hãy ráng giữ năm giới để thoát khỏi cái kiếp bàn sanh, rồi sau này hãy xuất gia, chứ vì khổ lắm. Cho nên cái điều thứ nhất mà sư muốn nói quý vị là chúng ta phải thành tựu về về giới. Cái thứ hai đó, một điều rất là quan trọng đó là thành tựu về tri kiến. Trong cuộc đời tu của sư, cuộc đời như Hoàng Pháp, sư gặp rất nhiều Phật tử, sư cứ nhắc nhở hoài cái vấn đề này. Người Phật tử chúng ta phải làm sao chúng ta có cái trí tuệ, học hiểu về giáo pháp, để chúng ta biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là nhân đưa đến đau khổ và cái gì là nhân để đưa đến hạnh phúc, cái gì là việc nên làm và cái gì là việc không nên làm. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhớ về. Và có một câu pháp cú mà Đức Phật Ngài dạy: Di kha cha ra ka to ra ti di khăn san ta sa yo cha năng di khô pa la năng san sa ro sắc tham măng vui cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu được chánh pháp. Người mà trong đêm thao thức ngủ không được thì cảm thấy đêm quá dài. Nhưng mà đêm quá dài đó là do nơi cái tâm lý của mỗi người. Chứ một đêm thì cũng chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi, ngủ 8 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà tại vì ngủ không được thấy đêm dài. Một người quá mệt mỏi cho nên thấy đêm nó ngắn, thấy con đường nó dài. Bình thường chúng ta đi từ nhà đi đến đó, từ đó đi đến đây chỉ cỡ khoảng chừng 1000 mét, một cây số thôi. Chúng ta đi khỏe đó thì chúng ta thấy không có gì mệt, không có gì dài. Nhưng mà ngày nào mà chúng ta bị mệt, bị mỏi chân, bị cảm mạo, khi chúng ta đi chúng ta lê bước cỡ khoảng chừng vài chục mét thì chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta cứ trông hoài tại sao bữa nay con đường dài quá, thì cái đó cũng là do cái tâm lý của mình bị ấn tượng. Nhưng mà có một điều, sự thật không phải là ấn tượng, mà sự thật là như vậy. Đó là cái cuộc luân hồi kéo dài. Đối với người thiểu trí không hiểu được chánh pháp thì cái sự luân hồi đó nó dài vô tận, không có điểm kết thúc.
Còn một người có chánh tri kiến, hiểu biết Phật pháp, một là chúng ta hiểu nội dung của giáo pháp là Đức Phật đã dạy nè, không làm điều ác, thực hiện việc lành, giữ tâm trong sạch, đó là lời dạy, lời chư Phật dạy, chúng ta hiểu được một khía cạnh đó. Thứ hai nữa là chúng ta hiểu đời trên đời này nó có bốn cái chân lý, mà chỉ khi nào mà giác ngộ được bốn chân lý đó thì mới chấm dứt cái sự khổ đau. Đó là chân lý về khổ, chân lý về nhân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để đưa đến sự diệt khổ. Đó là chúng ta hiểu tứ đế, cái đó cũng là chánh tri kiến. Hoặc là chúng ta hiểu khía cạnh thứ ba nữa là gọi là Nayathamma, tức là cái pháp ứng tri ngũ uẩn sắc thọ tưởng hình thức. Đặc tính của nó là vô thường anicca, khổ đúng khác, vô ngã anatta, và niết bàn là tịch tịnh upasama. Bây giờ các Phật tử chúng ta chỉ cần hiểu ba khía cạnh này thôi. Trong đầu của quý vị, cái chánh tri kiến của quý vị phải hiểu ba khía cạnh đó được rồi. Xin lặp lại, là chúng ta hiểu được tứ đế, chúng ta hiểu được cái pháp thiện, pháp bất thiện, căn thiện, căn bất thiện, hiểu được tứ đế và chúng ta hiểu được tam tướng của pháp hữu vi. Bao nhiêu đó là đủ làm vốn để chúng ta tu tập rồi đó. Đừng để cho cái tri trí của chúng ta nó rỗng không, hoặc là nó hiểu sai hiểu lầm. Chúng ta tu mà chúng ta tu lầm nó khổ lắm thưa quý vị. Người ta nói trật một ly thì đi dặm. Khi mà chúng ta đến tu trong Phật giáo và chúng ta vì không có chánh tri kiến để hiểu, mà chúng ta cứ chắc pháp hữu vi là thường còn, pháp hữu vi là an lạc, là hạnh phúc, pháp hữu vi là hữu ngã, đời là tịnh, là đẹp. Chúng ta cứ chấp thường lạc ngã tịnh như vậy, thường lạc ngã tịnh như vậy, thì cái đó gọi là Dithi Vipalasa, là điên đảo tri kiến. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta đi đến chùa, chúng ta hãy cố gắng để chúng ta nghe pháp, nghe xong cái gì đó chúng ta phải cố gắng hiểu cái đó. Mà hiểu được rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta nhớ, mà nhớ rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta thực hành, là chúng ta biết ứng dụng trong đời sống. Nó quan trọng lắm. Bởi vì ai cũng chết, nhưng mà giờ phút lâm chung đó, sư chỉ cho quý vị một cách là chúng ta đừng có chờ đợi là khi mà mình hấp hối gần chết mới cho người nhà đi đến chùa để thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu siêu, tụng kinh trợ niệm cho chúng ta. Không kịp đâu thưa quý vị. Chư tăng đến tụng bằng tiếng Bali, chúng ta càng không hiểu là cái tiếng gì nữa, không hiểu ý nghĩa. Mà trong lúc mà chúng ta đang mệt thở dốc, đang sợ hãi với sự chết, mà ngồi mà nằm đó mà cố gắng để mà nghe kinh thì cái tâm bị bấn loạn. Cho nên tốt nhất là người Phật tử chúng ta hàng ngày chuẩn bị cho mình một cái chánh tri kiến, để ở trong giờ phút lâm chung đó, lúc chúng ta hấp hối, để chúng ta có thể tự mình nằm đó chúng ta suy nghĩ, nhìn cái thân này, có thân đây phải bị sự già, phải bị sự bệnh và chắc chắn là phải chết. Sabbe satta marissanti maranantang hichi vetang. Đức Phật ngài đã dạy như thế, Thế Tôn ngài đã dạy như vậy.
Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái điều mà Đức Phật đã dạy. Không biết làm sao để cho các tu nữ Phật tử chúng ta nhớ được hai cái câu Phật ngôn. Cái Phật ngôn thứ nhất á, chi răng có tay văn ca vô có thờ quân là thị xế sẽ tí chú thù à bê tá quân nhà nô nê ra thăng và kênh gà răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Lúc đó thưa quý vị, có một vị tỳ khưu tên gọi là Putikata Tế Xá đang bệnh nặng và sắp chết. Đức Phật ngài đi ngang cái tỉnh thất đó, ngài nghe cái tiếng rên, ngài mới hỏi tôn giả Anadá: cốc cái tỉnh thất này của ai? Nó bạch Thế Tôn: của tỳ khưu Putikata Tế Xá. Vị này toàn thân bị lỡ lối, nó bị hoại tử, chết dần dần, xương cốt thì nó bị gãy hết, gãy khúc. Các vị tỳ kheo nuôi bệnh các vị ngao ngán quá cho nên các vị bỏ đi hết. Đức Thế Tôn ngài bước vào ở trong, ngài bảo tôn giả Ananda đi tìm cho ngài một thau nước nóng với một cái khăn, ngài lau mặt cho vị ấy, lau tay cho vị ấy, lau chân cho vị ấy, lau mình cho vị ấy sạch sẽ, xong rồi cho thay đổi cái y sạch cho thoải mái. Đức Phật đã thuyết cái câu đó. Vị tỳ kheo này có duyên lành trong quá khứ cho nên đã lấy cái câu đó làm đề tài thiền quán, quán xét cái thân này. Không bao lâu chút xíu nữa thôi sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ, người ta đem bỏ đi. Vì nó vô thức, Abe ta quy nhà nô, không có làm lỡ gì cả. Vừa khi vị đó quán xét, vị đó chứng qua A-la-hán, và vị đó chắp tay đảnh lễ Đức Phật xin phép Niết Bàn, là vị đó vô dư Niết Bàn liền. Cho nên cái câu kệ ngôn đó không phải là tầm thường đâu thưa quý vị, quan trọng lắm. Nếu quý vị không nhớ được tứ đế, không nhớ được tam tướng, thì quý vị nhớ câu đó cũng được đó. Khi mà chúng ta chết rồi đó, vừa tắt thở xong chưa tăng đến, cũng tụng cái câu đó, tụng a chê răng quá tay giang ca vô bát thơ quyên thế xế sẽ tiết chút thua bê ta quyên nhà nô nê ra thăng qua khá linh gà răng, để rút băng sư cu lá, rút cái lá y hay là mảnh vải đắp trên cái xác chết á, rút đi. Nhưng mà bản thân chúng ta là cái người chết, chúng ta tái sanh được cảnh giới khác, chúng ta không hiểu gì hết. Thôi thì bây giờ tự mình cầu siêu cho mình trước đi, quý vị phải học thuộc lòng cô đó, chắc chắn là phải, chúng ta phải đi đến đó thôi. Hoặc là trong đời sống hàng ngày, người Phật tử chúng ta phải nhớ cái câu mà Đức Phật ngài dạy cho cái bà tỳ khưu ni lớn tuổi rồi. Bà lúc mà gặp, bà đang đi khất thực, bà gặp Đức Phật lúc đó bà là 120 tuổi, và tỳ khưu ni đó vừa gặp Đức Phật á, tỳ khưu ni mà gặp tỳ khưu tăng là phải tránh đường. Bà vừa gặp Đức Thế Tôn bà tránh qua bên, nhưng mà bà vô tình bị già quá, lụm cụm quá, đạp cái chéo y của bà nó dắt té, bà ngã sóng xoài trên đất. Rồi bà lồm cồm ngồi dậy đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật ngài biết bà hôm nay sẽ viên tịch, cho nên ngài đã thuyết một câu. Ngài nói: này tỳ khưu ni, Parichinnang idang rubang rogani thang pa phang gurang phichati puti sandeho maranan tang hichiwe tang. Sắc này bị suy già, tức là bây giờ bà đã 120 tuổi rồi nên giới sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh. Cái sắc thân của con người đó, nó là một ổ bệnh tật rất là mỏng manh. Phichati puti sandeho là nó sẽ, cái đống hôi thối này, đống quế trượt này, nó sẽ đổ vỡ và chết, chấm dứt mạng sống. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật ngũ manh, đống hôi thối đổ vỡ, chết, chấm dứt mạng sống.
Bà nghe xong cái bài kệ bà lấy làm cái đề tài thiền quán và chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy chúng ta có nhiều cái bí kíp để mà chúng ta hộ thân, mà tại sao cái kho tàng pháp bảo để đó mà chúng ta không chịu hành, không chịu làm? Thì như vậy chúng ta cứ đến và đi trong cuộc đời này giống như là chúng ta ra chợ rồi đi về nhà, đi về nhà rồi đi ra sáng sau ra chợ tiếp, tái sanh cảnh giới này chết ở cảnh giới này đi sang cảnh giới khác. Chúng ta cứ làm như thế đó mãi thì không bao giờ chúng ta giải thoát được. Bản thân của chúng tôi đó, chúng tôi có dặn các vị đệ tử học trò, khi mà tôi sắp hấp hối đó, một là đừng bao giờ đưa đi bệnh viện, đừng có gọi là còn nước còn tát, không có đâu. Tôi biết sống thì phải sống khỏe, mà hễ chết thì phải chết ngọt, chết nhanh, cho nên khỏi người đưa bệnh viện, còn nước còn tát cái gì nữa. Dầu cho có cứu sống được mà về nằm làm con người sống thực vật thì như vậy cũng ổn quá, không có làm việc gì hết, không dịch kinh gì, không sách được hết. Cho nên đừng có đem đi bệnh viện. Thứ hai nữa, các vị mà có đến viếng thăm đó thì chỉ đứng ở ngoài đó mà nhìn thôi, khỏi tụng kinh, khỏi tụng kinh. Tại sao vậy? Giờ đó tụng kinh không kịp đâu. Các vị tụng kinh tôi nghe không kịp. Tôi bây giờ tôi đã học sẵn những cái câu Phật ngôn phát cú hết rồi. Cho nên giờ đó chỉ cần vị nào đi đến nhắc: Bạch Ngài, Ngài nhớ cái câu mà Đức Phật Ngài dạy là không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất không, là tự nhiên chúng tôi sẽ nhớ lại rồi tắt thở mà đi. Hay là Bạch Ngài, Ngài có nhớ cái câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy: sắc này bị suy già, ổ bệnh, tật ngủ manh, đóng hôi thú đổ bở không? Nhắc vậy thôi, khỏi phải tụng kinh. Các Phật tử chúng ta phải tự tạo cho mình một cái chỗ nương tựa như vậy đó. Cái đó gọi là tự mình làm hải đảo, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vào ai khác. Và thưa quý vị, cái dịp đầu năm các Phật tử chúng ta nói rằng ngày xuân, ngày Tết mà đi đến nghe sư nói toàn là những cái chuyện bệnh hoạn chết chóc không? Thưa quý vị, vậy chứ hôm nay ngày xuân, ngày Tết, hỏi vậy cho chúng ta để bằng thợ ngày Cố Hòa Thượng, bữa nay ngày gì? Ngày giỗ. Ngày giỗ. Mà ngày giỗ thì đương nhiên là phải nói về cái chuyện sanh lão bệnh tử chứ. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có chánh tri kiến thì chúng ta nói cái đó là sự thật. Hỏi vậy chứ ngày hồi sáng tự dưới chúng tôi đi lên, lên trên thành phố, chúng tôi đi dọc đường gặp một đoàn xe tang, để họ đưa đi. Như vậy mấy người đó cái ngày, ngày Tết tại sao họ chết? Thưa quý vị, già bệnh chết thì ngày nào cũng là ngày nào. Cái thời gian của chúng ta là chế định, chúng ta quy định cái thời gian là Tết. Nhưng mà cái sự già, sự bệnh, sự chết nó có tránh cái ngày này cho chúng ta hay không? Không có tránh được. Nhưng mà nếu sự già, sự bệnh, sự chết không có tránh được thì bất cứ lúc nào chúng ta an trú niệm, quán tưởng về sự già, sự bệnh, sự chết để cho cái tâm thanh thản thì cái điều đó là tốt thôi. Cái điều đó là tốt thôi. Cho nên quý vị nhớ, đại kỵ nhất trong cái ngày ba ngày Tết đối với người Phật tử chúng ta, một điều đại kỵ mà chúng ta phải tránh. Một là chúng ta vui chơi cờ bạc, chúng ta phải tránh. Thứ hai là ăn nhậu say xỉn, chúng ta phải tránh. Ba là chúng ta ca hát phóng dật, chúng ta phải tránh. Là một người Phật tử chân chính chúng ta phải tránh cả ba điều. Ngày Tết chúng ta
đi chùa, ngồi thiền, nghe pháp, làm phước bố thí, cúng dường đến chư tăng để tạo phước cho mình, cái đó là tốt. Còn cái đại kỵ là chúng ta nhớ đừng bao giờ bày ra cái chuyện là đánh bài đánh bạc ở trong nhà mà con cháu về, anh em về rủ nhau gầy cái sòng bạc, sòng bài để mà đánh, chỉ đánh ăn tiền chơi vậy thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng không có tốt thôi. Hay là chúng ta nhậu nhẹt say sưa trong cái ngày Tết cũng có tốt. Hay là chúng ta ca hát karaoke ôm sòm, nó làm phóng vật, cái đó cũng không tốt. Chúng ta tránh ba cái đó. Mà ngày Tết mà chúng ta ngồi yên lại, chúng ta cứ quán ngắm qua phải ngắm vô thường, đón xuân phải nhớ là thêm tuổi già, cái đó là tốt thôi thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta cứ làm thế như vậy. Sư nó thật sự bây giờ, hồi xưa thì sư lúc mà còn trẻ đó thì sư thuyết pháp là sư hay nói cho vừa lòng mọi người, cho mọi người vui vẻ, chứ để đừng để người ta phiền. Bây giờ già sắp chết rồi, cho nên sư không sợ ai giận nữa. Sư nói thẳng nói thật vậy đó. Phật tử nào mà nghe thích thì cứ theo đó thọ trì, còn thích thôi. Chứ còn bây giờ mà biểu sư kể cái câu chuyện cười cho quý vị ngày xuân để cho vui vẻ thì thưa quý vị, vui cái nỗi gì? Thân của chúng ta đang bị già, bị bệnh, nó chi phối. Và chúng ta gần chết đến nơi, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cái hành trang cho mình đem đi. Quý vị. Cho nên thời pháp hôm nay sư xin gửi đến các Phật tử chúng ta với cái ý nghĩa đó. Nhân cái ngày đầu xuân, chúng ta hãy làm những cái việc gì cho có lợi ích. Và hôm nay tại chùa Từ Quang này, Thượng Tọa trụ trì cũng để tri ân báo ân bậc thầy, tức là bậc ân sư Cố Hòa Thượng Giác Chánh làm dỗ luôn. Cho nên sư thuyết cái thời pháp với cái ý nghĩa này, mong sao các vị tu nữ và các Phật tử chúng ta có trí tuệ, hiểu và cố gắng thành tựu về giới, thành tựu về tri kiến trong năm mới. Sư xin dứt lời ở đây, xin chi phước đến tất cả chư thiên đức trời đến Thích Tứ Thiên Vương, mong các ngài quan hỷ với pháp thí này và hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Cũng xin chi phước đến tất cả tu nữ và tất cả chư thiện nam tín nữ có mặt sáng hôm nay, mong cho tất cả được cái sự an vui tiến hóa, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.